Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, xin chào bạn trẻ từ Hưng Yên. Alo. Vâng, tôi đang nghe đây ạ. Chào cầu thủ tình yêu ạ. Vâng. Em xin hỏi một vấn đề là em lấy vợ được 2 năm, một cháu. Vâng. Mà hiện nay là bây giờ vợ chồng sinh hoạt với nhau thì nó cũng vợ nhiều khi nó cũng dần nó không được thoải mái, mà nó cứ mang tính chất là nó khó khăn, nghĩa là em sinh hoạt là chỉ trong vòng chỉ được có một cái lúc là đã phải nó ra rồi. Thế à? Và thế cho nên là em hỏi chương trình là như thế nào để cho được đâu để cho vợ đỡ cằn nhằn trong cái tình cảm vợ chồng. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 28 ạ. À, 28 và cưới nhau đã được 2 năm, có một cháu nhỏ rồi đúng không? Vâng ạ. Thế nhưng mà theo như bạn nói thì mỗi khi lần quan hệ tình dục thì vợ bạn không được thoải mái cho lắm, bởi vì bạn có cái hiện tượng là xuất tinh sớm đúng không? Cái khái niệm nhanh của bạn là bao lâu? Phút hơn phút. À, hơn một phút đã xong xuôi đâu đấy hết rồi. Vâng. Và hiện tượng này nó cả 2 năm nay đều như vậy. Tức là cái thời gian mới thì nó cũng còn được tầm độ phút rưỡi, bây giờ còn 4-5 phút ạ. À. Nhưng bây giờ thì nó ấy đi mà hai cái là cái dương vật của em nó cũng hơi nhỏ, đâm ra nhiều khi vợ nó cũng không được thoải mái. À thế à. Mà người thì rất là to béo vạm vỡ, không biết là nguyên nhân như thế nào, em hỏi là nếu không. Vâng. Nó khởi động như thế nào để cho to được không ạ? À thế à. Nhiều khi người thì cơ thể thì nó cũng không tỷ lệ thuận với cả cái mà cần to đúng không? À, chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ xem coi khắc phục cái chuyện nhỏ và chuyện nhanh của bạn như thế nào nhé. Chị chào em. Thì cái to nhỏ thì nó là từ lâu nay rồi đúng không? À. Trời sinh ra nó đã là như vậy rồi hay là gần đây nó mới như vậy? Vẫn như thế. Vẫn như thế từ ngày xưa. Và sinh ra nó đã là như vậy rồi đúng không? Cho nên là chấp nhận cái mà cha mẹ đã sinh ra cho mình. Chứ không phải là gần đây nó mới có cái sự bất thường thì mình phải xem lại cái yếu tố nội tiết nhá. Thế còn cái mà nó không bình thường đấy là trước kia thì được những 4-5 phút cơ, nhưng bây giờ thì là được chỉ được dưới 1 phút thôi. Cái điều đó thì nó làm có ve như là hạnh phúc của hai vợ chồng bị đe dọa, có phải thế không? Vâng. Thế và nếu mà dưới 1 phút thì người ta cũng coi như là mình có cái hiện tượng xuất tinh sớm. Thế thì tình cảm của hai em nó có cái gì thay đổi không? Tình cảm thì cũng không mấy, nhưng mỗi một khi mà sinh hoạt với vợ mà nó như thế thì vợ cứ hay cằn nhằn ấy, nói từ đấy là như không bỏ kiểu vợ nói những cái từ như là như thế thì không bỏ các thứ đấy. Và những cái từ đấy thì nó có ám ảnh em nhiều lắm không? Thì em cũng cố rất là suy nghĩ, nhưng bây giờ mình không biết làm bằng cái biện pháp như thế nào. Cái trước nhất là hai người sẽ nói chuyện với nhau nhá, ví dụ như vợ nói câu là không bỏ thì bây giờ nói là thế thì bây giờ phải làm như thế nào, bởi vì có thể là cái cách của mình làm ấy không để cho vợ hài lòng, mà vợ lại không nói ra cái điều mà vợ muốn, cái điều mà vợ thích, đúng không nào? Thế thì cũng rất là cần trao đổi nó tương đối cởi mở với nhau thì mới làm hài lòng nhau được. Thế và nếu như không trao đổi cởi mở với nhau thì không hài lòng đã đành, nhưng chính cái câu mà không bỏ hay là những cái câu cằn nhằn hay là thái độ thì nó lại còn gây một cái phản ứng ngược nữa, tức là nó làm cho em bị căng thẳng thần kinh, và cái việc mà căng thẳng thần kinh đấy thì nó cũng làm ảnh hưởng đến cái việc mà xuất tinh sớm ấy nhá. Thì đấy là một yếu tố tâm lý rồi. Vậy thì em hãy ngẫm lại xem và cũng nói chuyện với vợ cho thẳng thắn xem nhá, để cốt rằng là hai người có một cái cuộc sống tình dục là hòa hợp. Thế cái thứ hai nữa mình cũng lại phải xét đến các cái yếu tố mà nó có thể ảnh hưởng đến cái chuyện quan hệ vợ chồng, đấy là gì, là bia, là rượu, là thuốc lá. Thế thì em có nghiện rượu không? Rượu thì em cũng uống không phải là lúc nào cũng say sưa nứt khướt. Đấy là một cái yếu tố nữa để em thấy rằng là có thể nó là làm ảnh hưởng đến cái quan hệ tình dục và nó làm cho em xuất tinh sớm, thì là yếu tố bia rượu nhá. Và một cái điều nữa là cái lao động nếu mà nó cực nhọc quá thì nó cũng làm cho mình mất sức khỏe. Thế còn một cái nữa thì nó có thể là do nội tiết, nhưng nội tiết mà ở cái tuổi 28 của em thì thông thường là nó chưa gặp phải. Vậy nếu như mà
em điều chỉnh lại ở cái yếu tố tâm lý, cầm chừng lại một chút cái rượu và thuốc lá, đừng để mình bị một cái lượng nó vào cơ thể mình nhiều quá thì nó cũng ảnh hưởng nhá. Nhiều ít thì nó cũng rất là khó đo lường bởi vì nó còn tùy theo cái sức chịu đựng của mỗi người. Nhưng em cứ thử giảm nó đi thì xem nó như thế nào. Và nếu như em lại muốn là ngay lập tức thì em có thể đi khám ở các cái phòng khám hay bệnh viện nó có cái khoa nam học ấy, thì để tìm xem nguồn gốc của nó là cái gì. Nhưng mà trước tiên thì hãy loại trừ cái yếu tố tâm lý nó ám ảnh mình rằng là mình bị xuất tinh sớm rồi là các yếu tố mà ảnh hưởng khác như bia rượu đã nhé. Cảm ơn, nghe rõ rồi chứ. Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc nhé. Xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng.